Hello, Bình Yên xin chào tất cả các cô chú, anh chị và các bạn. Chúc cô chú, anh chị và các bạn một ngày mới thật vui vẻ. Hôm nay Bình Yên sẽ trả lời những các bình luận của các anh chị và các bạn nhé. Nhiều chị và các bạn cũng bình luận là không làm sao mà giật bụng được. Chị học mãi mà không giật bụng được, em có một cái bí quyết gì không? Thì hôm nay em sẽ trả lời nha. Đó, thật sự là không ai hướng dẫn cái cách giật bụng giống như em đâu, chỉ là có một mình em thôi. Bởi vì là em hướng dẫn những cái cách giật bụng phổ biến chung thì nhiều chị bảo là cũng không làm được. Thì hôm nay Bình Yên sẽ hướng dẫn một cách riêng của Bình Yên nha, một cái bí quyết riêng để cho các chị dễ nhất nhá. Cho các chị nào mà không biết một tí nào thì cũng có thể giật được nha. Nào, hôm nay Bình Yên sẽ hướng dẫn một cái cách giật bụng riêng của Bình Yên nhá. Chỉ có Bình Yên mới hướng dẫn thế thôi, còn chắc Bình Yên nghĩ là không ai hướng dẫn cái kiểu này đâu ạ. Vì là nhiều chị kêu khó quá thì hôm nay Bình Yên sẽ hướng dẫn theo cách của Bình Yên nhá. Rồi, các chị lưu ý là siết chặt cơ bụng vào thì nó sẽ không bị đau bụng nhá. Giật bụng là các chị bắt buộc phải siết cơ bụng. Các chị có biết siết cơ bụng không? Nhiều chị các bạn ạ, không siết được cơ bụng. Các chị lín cái bụng này vào, thở phình ra, lín vào. Đấy, lín vào nhưng không phải là lín thở đâu nha. Đấy, các chị lín cái bụng này vào chị em. Lín cái bụng này vào chị em này. Đấy, siết thật chặt càng tốt nhá, để cho đỡ bị đau bụng và không bị đau lưng nhá. Rồi, siết cơ bụng vào. Hôm nay đứng nghiêng nha, cái hướng dẫn giật bụng này đứng nghiêng thì các chị sẽ nhìn sẽ dễ nhìn hơn. Đấy, sẽ dễ nhìn hơn và sẽ dễ hiểu hơn này. Rồi, các chị nào mà nhà có gương á, phải đứng trước gương. Đấy, các chị đứng trước gương thì các chị soi cái người của các chị, đứng xem đã giống như em chưa thì các chị sẽ dễ biết hơn. Còn các chị đứng mà các chị học mò thì hơi khó. Đấy, nhà chị nào mà có gương ạ thì các chị đứng trước gương nha, để học để nhìn sẽ dễ hơn và sẽ dễ biết hơn nha. Rồi, là siết cơ bụng lại. Cái người đứng thẳng lên, đứng thẳng cái chân lên. Nào. Chị làm một thật sự là không thể giật nổi thì hôm nay sẽ đứng lên học cùng em nha. Nào, chuẩn bị nào. Đứng thẳng lên, siết cơ bụng vào. Thẳng cái chân lên, thẳng cái người thẳng lên. Cong cái mông ra đằng sau cho em. Rồi, nào, đứng cong ra đằng sau cho em. Cái chân đứng thật thẳng nha, cái chân đứng thẳng nguyên chân, không được trùng chân, đứng thẳng cái chân lên. Cái người cũng đang đứng thẳng như này nha, các chị chỉ cứ chổng mông ra đằng sau cho em thôi, được chưa ạ? Chổng cái mông ra đằng sau cho em. Đấy, lưng để thẳng, chổng mông ra đằng sau. Nào, không biết thì cũng phải biết nha, chổng mông ra đằng sau. Trùng gối. Chổng mông ra đằng sau, chổng mông ra đằng sau trước xong mới trùng gối sau, em hướng dẫn cho các chị thì các chị dễ hiểu là. Rồi. Trùng gối. Nhún hai cái gối nha. 1, 2, 3. Đấy. Chổng mông sau. Trùng gối. 1, 2, 3. Đấy, mới đầu là cứ như thế nhá. Không biết một tí gì mà cả kêu thật khó thì các chị làm như thế này. Rồi. Chổng mông đằng sau. Trùng gối. Nhún hai cái nào. 1, 2, 3. Chổng mông đằng sau. Trùng gối. 1, 2, 3. Đấy, các chị bật cái bụng lên cho em nha. Rồi, nào, chổng mông đằng sau. Trùng gối. 1, 2, 3. Đó, chổng mông đằng sau là. Xong lại trùng gối tiếp nào. Dùng hai cái nào, nhún hai cái nào. 1, 2, 3. Rồi, bây giờ em. Các chị như thế rồi đúng không? Bây giờ em sẽ làm. Bỏ cái rung rung đi nha. Nào. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Từ đó mà đi thì các chị mới chứ giật được bụng. Đó. Bởi vì là cái hướng dẫn giật bụng này, em hướng dẫn giật bụng theo kiểu phổ biến thì là thực sự ra là các chị vẫn bảo là nhiều các chị vẫn bảo là không thể nào học được. Thì hôm nay em sẽ hướng dẫn một cách riêng của em, đó là như vậy nha. Rất là dễ luôn đúng không ạ? Rồi là bắt đầu lại từ đầu nha. Chổng mông ra sau. Khuỵu gối xuống. Dung hai cái nào. 1, 2, 3. Thắt cái bụng này lên đằng trước cho em. Rồi được chưa ạ? Nào, chổng mông ra sau. Trùng gối xuống. Dung. 1, 2, 3. Nào, chổng mông sau. Trùng gối. 1, 2, 3. Bây giờ bỏ cái mà dùng hai cái đi nha. Nào, bắt đầu nào. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Rồi.
Rồi, là bắt đầu lại từ đầu nha. Nào. Hay là em đứng quay lại hướng đằng sau nhá. Phần 2 của một lửa video này em sẽ đứng quay lại đằng sau cho các chị tập nhá. Nào. Rồi, các chị cong mông đằng sau. Chịu gối. 1 2 3. 1. Nào quay mông đằng sau. Chịu gối nào. 1 2 3. Chịu mông đằng sau. Chịu gối. Dùng hai cái nào, 1, 2, 3. Chấm mông đằng sau, chung gối, 1, 2, 3. Chấm mông đằng sau nào, chung gối, 1, 2, 3. Được chưa ạ? Đó. Bây giờ các chị đứng, các chị, em làm nhanh cho các chị một đoạn nha. Rồi, 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Được chưa ạ? Đấy. Bây giờ em đứng mạnh về đằng trước nha. Em đứng mạnh về đằng trước nào. Nhìn nghiêng nha. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Rồi bắt đầu đang như thế thì em sẽ làm nhanh một đoạn để các chị mới biết được nha. Nào. 1 2 3. 1 2 3 4 5 6 7 8. Đó, từ đấy mà đi thì các chị mới biết được giật bụng đúng không ạ? Từ cái nhún nhún đổ lý, các chị không hiểu gì, các chị bảo là không giật được thì em mới bảo chị là các chị hướng dẫn cho các chị là 1 2 3 chỉ có mỗi là cái giật bụng lên thôi, nhưng nhiều các chị cũng không thể giật được đúng không ạ? Thì bắt đầu là phải học cái bước đầu tiên là bắt đầu là chở mông đằng sau, chịu gối, giật lên để làm quen với cái cách giật bụng, các chị hiểu không? Để làm quen cái cách mà giật lên thế này đã, giật lên thế này đã đúng không ạ? Chở mông đằng sau nào, chung gối, giật lên, đấy, học cách giật bụng nha. Xong dần dần là các chị biết giật, các chị biết, các chị thạo cái đấy rồi, các chị hiểu được cái cách mà giật bụng rồi ấy, thì lúc đấy các chị làm nhanh được nha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ok, đúng không ạ? Đấy, từ cái bước chổng mông, từ cái bước chổng mông, xong trùng gối, giật lên, đó, hất cái bụng lên, chổng mông, trùng gối, giật lên, từ đó mà các chị mới giật được, như này, khi quen rồi, là các chị như này nhá, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, được chưa ạ? Đấy. Rất là đơn giản nhé, rất là đơn giản thôi. Rất là đơn giản thôi, nhưng nhiều chị là cứ bảo là em có một cái mẹo gì không để biết giật bụng không. Chị không thể nào chị giật được. Thì đấy, cái mẹo của em nó là như vậy nhé. Hôm nay em sẽ hướng dẫn cái mẹo của em nó là như vậy để cho các chị giật được bụng nhé. Cho các chị nào mà không thể nào biết thì cũng phải biết nhé. Rồi, sẽ lại từ đầu nhé. Trùng gối, chổng mông. Trùng gối trước, chổng mông sau cũng được nha. Giật, đúng không ạ? Trùng gối, chổng mông, giật. Trùng gối, chổng mông, giật. Đấy, kiểu gì học cái gì trước cũng được. Trùng gối trước cũng được, xong chổng mông cũng được, xong giật. Thì như vậy thì là nó các chị thì hơi khó hiểu đúng không? Cho nên em hướng dẫn cho các chị là chổng mông trước. Đấy, thẳng chân ra, chổng mông trước, trùng gối sau. 1, 2, 3. Chổng mông ra, trùng gối xuống. 1, 2, 3. Đấy, mới đầu cứ như thế nhá, nhát một cho bình yên nha, rồi mới biết được các chị không, mới làm các chị đừng làm nhanh cả nó dối nhá. Nào các chị cứ nhát một, đứng trước gương cho em, đứng trước gương soi cho em, đứng trước gương, như các chị đứng trước gương các chị cũng phải nhìn ngang như thế này, các chị mới xem là cái người của các chị đứng đã đứng chưa nhá, thì mới học được nhá. Xem đứng chưa, đứng đúng chưa. 1 2 3. Chổng mông, chổng gối. 1 2 3. Đấy, đây là đang học cách kiểu để thất bụng nhá. Rồi sau khi các chị hết quen rồi đúng không ạ? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Đó, rất là đơn giản đúng không ạ? Vậy là hôm nay clip này Bình Yên sẽ kết thúc tại đây. Nếu mà có cái điều gì thắc mắc thì Bình Yên xin tất cả các anh chị và các bạn sẽ đặt comment xuống bên dưới, Bình Yên sẽ trả lời nhé. Rồi, bây giờ Bình Yên xin chào tất cả các bạn. Chúc các bạn thành công nhé.